Nhà cựu độc tài Rios Montt bị tuyên phán phạm tội diệt chủng, tin từ Guatemala City. Nhà cựu độc tài Efren Rios Montt đã bị tòa tuyên án là phạm tội diệt chủng và các tội ác chống nhân loại trong thời gian nội chiến 36 năm và bị tuyên án 80 năm tù. Hàng trăm người trong tòa đã hoan hô reo mừng sau khi chánh án Jasmine Barrios tuyên đọc phán quyết. Ông Rios Montt bị tuyên án tội diệt chủng 50 năm tù và tội ác chống nhân loại 30 năm tù. Tòa ra lệnh lập tức đưa bị cáo vào nhà lao. Đây là lần đầu tiên một chính phủ tòa án trong nước tuyên phán tội diệt chủng. Ông Rios Montt hiện giờ là đã 86 tuổi bị kết tội đã để quân đội tàn sát hàng ngàn người da đỏ, nghi ngờ giúp cho loạn quân thiên tả. Các nhà công tố nói rằng ông Rios Montt đã nhắm mắt để quân nhân hãm hiếp, tra tấn, đốt phá trong lúc chống lại loạn quân thiên tả trong cuộc nội chiến đẫm máu từ năm 1960 đến năm 1996. Gần 100 người đã ra tòa làm chứng, nói lên những câu chuyện tàn sát, tra tấn, hãm hiếp của quân đội. Ông Rios Montt nói rằng các vị chỉ huy chiến trường có trách nhiệm đối với hành động của quân nhân dưới quyền ông ta, không thể biết hết và không thể chịu trách nhiệm. Tổ chức Ân xá quốc tế nói rằng phiên tòa xét xử ông Rios Montt là phiên tòa của thập niên. Nhà Nobel Hòa Bình Rio Bertanamento nói rằng còn nhiều người khác cần phải bị xét xử và tuyên án. Ông Jose Rodriguez Sanchez là giám đốc tình báo của ông Rios Montt cũng bị đưa ra tòa nhưng được miễn tội. Nội chiến Guatemala chấm dứt năm 1996 nhưng xã hội vẫn còn chia rẽ sâu xa. Tổng thống Otto Perez là một tướng lãnh trong thời kỳ nội chiến đã đứng lên chống Rios Montt, giải mật các tài liệu của Hoa Kỳ và chứng tỏ ông ta là nhà lãnh đạo tiến bộ nhất của Guatemala, là người quan trọng đã đem lại hòa bình và nói rằng không có tội diệt chủng diễn ra trong thời gian chiến tranh. Cuộc chiến Guatemala là cuộc chiến giữa loạn quân thiên tả và các chính phủ thiên hữu, không phải là chiến tranh sắc tộc. Luật sư biện hộ tuyên bố sẽ chống án, nói rằng những nhân chứng đưa ra tòa là những người không đáng tin cậy và không có một nhóm thiểu số nào bị coi là mục tiêu trong thời gian ông Rios Montt cầm quyền 17 tháng.